một chốt. Hôm nay hai anh đã cất công lên Zika và đã tham khảo những cái bộ và ưng ý cho anh. Khi anh ta tham khảo bên Zika thời gian có lâu không anh? Cái này thì anh cũng theo dõi từ đầu rồi. Hôm nay cũng có quyết định để anh chơi. Để cho anh hát toàn cái này. Anh cảm thấy nó phù hợp không gian nhà anh không? Cái này là tạm được rồi. Rồi có một ngày sẽ không ngày chỉ chiến thắng. Đội kỹ thuật Zika đã đến chỗ nhà anh Thứ ở xã Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội. Đội Zika đang đi đến nhà anh Thứ đây. Đây là cái cổng làng. Bác xem cổng làng. Đây quang cảnh của nhà bác Thứ ở Phú Thọ, Hà Nội. Đây là Thuấn Nội. Đây các bác xem. Các bác tiếp tục theo dõi của cái đội kỹ thuật Zika và lắp cho nhà anh Chứ bộ combo gồm có đôi loa G4000, D5S và Big Wave 409 nhá. Hiện tại kỹ thuật Zika đã lắp cho nhà anh Thứ ở Phúc Thọ, Hà Nội. Đây anh Thứ, gia đình anh Thứ. Và anh ấy đã lắp bộ combo gồm loa G4000. Các bác nghe bác Thứ bác hát, bác xem cảm nhận cái mặt buồn trông rất là đẹp các bác này. Tiếng chuông chiều trong dòng đêm, tiếng hương bác Thứ, bác Thứ chọn một combo như này G4000, D5S là chậm. Nào bác Thứ, bác cảm nhận thế nào khi quyết định đến Zika? Cái cảm nhận này thì anh đã duyệt rồi, nói chung là thế là hay rồi. Âm thanh này phù hợp với cả không gian nhà bác. Thì không gian nhà bác này rất là rộng để các bác nhìn này. Bác có phải là nó phải có đủ bộ thì nó mới nghe âm thanh nó mới đi sướng được. Bác làm sao và khi sản phẩm được thì các bác kết hợp được cả những cái gì trong không gian của bác thì nghe với cảm nhận là mới hay. Mà không gian rộng mà không có trầm thì không bao giờ hay được. Đấy các bác biết đấy. Đây là bác gái đây, bác là xóm, bác là sang, bác cảm nhận âm thanh của bên Zika. Thế hai bác cố gắng luôn luôn đồng hành với Zika nhá, bác Thứ nhá. Rồi. Vâng.